một nhà máy chế biến khí tự nhiên hóa lỏng LNG nổi độc đáo vừa được Nga chính thức vận hành. Tuần trước, một sự kiện quan trọng đối với Nga đã diễn ra, đó là dây chuyền hóa lỏng khí đốt tự nhiên đầu tiên được hoàn thành và hạ thủy trên cơ sở hạ tầng của dự án Arctic LNG 2. Nói một cách đơn giản, chúng ta đang nói về một nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên nổi. Sự kiện long trọng diễn ra tại Belokamenka thuộc vùng Murmansk. Giờ đây, nhà máy đặc biệt này sẽ đi đến bán đảo Sidon dọc theo tuyến đường biển phía Bắc và trong tương lai sẽ được kết nối với cơ sở hạ tầng của mỏ khai thác tại địa phương. Tầm quan trọng của việc tạo ra các nhà máy LNG nổi như vậy đối với Nga ngày nay được đánh giá rất cao bởi phương thức vận chuyển khí đốt xuất khẩu qua đường ống như chúng ta đã thấy hồi năm ngoái sau sự kiện Nord Stream có rủi ro cao. Đồng thời không thể mở rộng đường ống dẫn khí đốt từ mọi mỏ của Nga. Ví dụ, rất khó để làm điều này tại Bắc Cực nơi có những khu bảo tồn thiên nhiên đặc biệt chưa cho phép xây dựng cơ sở hạ tầng truyền dẫn. Trong khi đó, dây chuyền hóa lỏng khí tự nhiên dựa vào các cơ sở nổi đã đề cập ở trên có thể theo đường biển đến bất kỳ địa điểm nào và kết nối với hạ tầng ven biển, từ đó khởi động quá trình sản xuất LNG. Cần lưu ý rằng con tàu khởi chạy ở Belokamenka là nền tảng đầu tiên trong số 3 phương tiện thuộc dự án Arctic LNG 2. Dự kiến chương trình cho phép sản xuất tới 20 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm. Như vậy, Nga sẽ không chỉ tăng đáng kể sự hiện diện của mình trên thị trường LNG mà còn giảm phụ thuộc vào các đường ống dẫn khí không đáng tin cậy trước bất ổn địa chính trị. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.